Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy An Thành Phát Tân Uyên nha mọi người. Thì hôm nay mình lại cập nhật ba cái dòng xe cho anh chị và các bạn ha. Rider, Sideshare và Sonic nha. Giá thì nó biến đổi liên tục à. Thì anh chị và các bạn nào mình thích dòng nào thì mình chịu khó mình xem clip này nha. Đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có em Lệ sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn. Mời Lệ ạ. Hello, xin chào mọi người ạ. Em là Lệ, nhân viên tư vấn cửa hàng xe máy An Thành Phát. Cảm ơn mọi người đã nhấn vào xem video của em. Thì hôm nay em xin cập nhật giá xe một số dòng xe tay côn hiện tại đang được hỏi, được quan tâm rất là nhiều ở giữa tháng 3 2022 nha. Bên cạnh em là có dòng xe Sideshare. Sideshare thì hiện tại có hai phiên bản là Sideshare chính hãng và Sideshare tư nhân. Hiện tại ở đây là Sideshare tư nhân thì em báo giá Sideshare tư nhân trước nha. Hiện tại thì em này bên cửa hàng em đang bán giá là từ 54 triệu và hỗ trợ trả trước từ 8 đến 10 triệu, có thể lên hồ sơ mua góp nhận xe ngay. Còn đối với dòng xe Sideshare chính hãng thì hiện tại giá nó đang dao động ở mức là từ 49 triệu 500 nha. Hỗ trợ trả trước từ 5 đến 7 triệu thôi. Thủ tục mua góp thì đơn giản thôi, chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân đến với khách hàng từ đủ 18 tuổi. Em có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ mua góp nhận xe ngay rồi. Nhiều khách hàng có hỏi em là kiểm tra giấy tờ thì mọi người liên hệ trực tiếp qua Zalo của em là 0967667095 để em nhờ ngân hàng check kỹ về chứng minh của mình rồi em báo lại cho mọi người nha. Rồi đó, cái chuyện này mình nói rõ hơn ra cho anh chị và các bạn biết á. Kiểm tra giấy tờ ở đây có nghĩa là những bạn mà đã từng gọi là nợ xấu này. Nợ xấu thì có nhiều cấp độ lắm. Thì mình trước khi mình nợ xa, mình muốn tới cửa hàng mình mua ủng hộ á, những cái bạn đó thì nên kết bạn Zalo, gửi thông tin của mình, ví dụ như là hai mặt chứng minh nhân dân đúng không? Đúng hay là căn cước vào đó để mà em Lệ em kiểm tra mình không nợ xấu hay là mình có thể lên hồ sơ được, ok, hỗ trợ được. Thì mình sẽ tới khỏi mất cái thời gian mà mọi người di chuyển tới á. Hoặc là đó, anh em mình đi rõ anh chị mà đã có từng mua góp mà trong thời gian mua góp mình đóng trễ, hoặc là mình đã thanh lý hợp đồng nhưng mình đóng trễ, hoặc là mình đóng trễ thì vẫn có thể lên hồ sơ mua góp được. Thì mình ở xa qua thì em kiểm tra trước để mọi người đỡ mất công đi đường xa ấy ạ. Với lại mọi người ở xa thì em sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người về cái số tiền trả trước cũng như là gửi định vị cửa hàng, tư vấn kỹ hơn mọi người, chỉ đường cho mọi người để mọi người tránh đi nhầm cửa hàng nhá. Tại vì hiện tại có nhiều cửa hàng cũng tên na ná của cửa hàng em nhưng mà nó ở nhiều khu vực khác ấy. Thì hiện tại cửa hàng em ở Nam Tân Uyên, Bình Dương, thì em sẽ chỉ mọi người đi đúng đường đến cửa hàng em ạ. Rồi, đây là những cái phiên bản mà độ màu nè mọi người. Ví dụ như màu xám xi măng nè, độ thì rất là nhiều, nhưng mà thực tế các bạn nhìn đi, chân xe như thế này bây giờ các bạn muốn mình quay kỹ thì gần như là không thể. Nói một điều là gần như không thể, tại vì mình biết mọi người rất là thích quay kỹ, tại vì để mà chọn được một con xe ưng ý, tại độ màu thì nó có rất là nhiều kiểu luôn. Mình thấy cái đầu thì mình không đánh giá được chiếc xe. Vì vậy mọi người nên kết bạn vào Zalo để mà em Thủy á, chụp hình chi tiết những cái con nào. Ví dụ như mình thấy mình thích màu cam, thì cam thì nói Thủy á, Thủy sẽ chụp hình. Lệ, xin lỗi mọi người á, Lệ sẽ hỗ trợ chụp hình gửi cho mọi người nha. Ngoài ra thì những cái dòng mà ví dụ như là màu zin như thế này nè, ở đây thực tế là rất là nhiều, gần như đủ màu zin. Trước màu zin rồi mới đổ lên độ tem sơn 3D. Nhưng mà màu zin ở đây chân rất ít nha mọi người. Không phải là nó không có đâu, nó nằm ở trong kho á. Anh em màu tới cần màu zin thì có đủ nha. Cứ kết bạn qua Zalo của em Lệ hỗ trợ nha. Rồi, mình chuyển qua đây mấy cái dòng cho mình cho mọi người tham khảo sơ á. Những cái màu đó bao đẹp cho mọi người luôn. Nhưng mà chịu nha mọi người, gần như mình không quay được. Tại vì diện tích hơi bé ạ, với là cả quá nhiều xe nữa. Đó. Rồi mình chuyển qua nãy Rider mình báo giá rồi đúng không ta? Dạ đúng rồi ạ. Rider thì em nhắc lại nha mọi người. Rider thì hiện tại giá đang giảm ở mức giá là từ 46 đến 47 triệu tùy phiên bản màu sơn. Thì mọi người trả trước cho em từ 2 đến 3 triệu thôi là em có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ mua góp nhận xe ngay nha. Rồi, này Sonic này mọi người nhìn đây. Đây mới gọi là đỉnh của Sonic nè. Hiện tại thì cửa hàng em có đầy đủ các màu, 4 màu zin của nhà máy sản xuất nha. Nhưng mà tại vì là 4 cái màu zin đấy nó đều có hình ở trên hãng và trên web rồi, nên là hiện tại cửa hàng em để dành diện tích để trưng những cái màu 3D như này. Nên là mọi người hỏi màu zin thì cũng nhắn tin trực tiếp với em để em gửi hình cụ thể hình xe của mọi người nha. Thì
vì cửa hàng em hiện tại có hỗ trợ mọi người mua xe ở cửa hàng là lên hồ sơ theo đúng màu sơn cửa hàng em đã lên. Ví dụ như cái màu này là xanh đỏ đen thì cả vé sẽ lên là xanh đỏ đen. Còn cái này là vàng đỏ đen thì cả vé sẽ lên là vàng đỏ đen nhá. Và có hỗ trợ sơn mâm, nếu mọi người không thích cái màu đỏ thì cửa hàng em có thể sơn thành màu vàng theo yêu cầu của mọi người luôn ạ. Hỗ trợ sơn độ màu theo yêu cầu thì mọi người cũng cứ nhắn tin kết bạn trực tiếp qua Zalo 0967667095 để em hỗ trợ cụ thể hơn cho mọi người nha. Nãy giờ Sonic thì em nói là giá từ nhiêu tới nhiêu? Hiện tại Sonic cửa hàng em đang bán giá là từ 51.500.000 mọi người nha. Hỗ trợ trả trước từ 8 đến 10 triệu ạ. Còn những cái màu sơn 3D này thì nó sẽ cao hơn từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu tùy vào màu sơn phiên bản bánh mâm nha mọi người. Rồi ok, thì mình giới thiệu sơ như thế thôi. Tại vì chặt quá thì mình cũng không thể mà quay chi tiết được ha. Mọi người chịu khó kết bạn qua Zalo của em Lệ nha. Mọi người liên hệ trực tiếp qua Zalo và liên hệ trước khi đến cửa hàng, nói là có liên hệ với Lệ để em ra hỗ trợ mọi người tốt nhất, cũng như là giảm giá chi phí đi lại xăng xe cho mọi người từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của em. Mọi người xem video thì nhớ cho em xin một nốt like và một đăng ký kênh để em có động lực ra những video sau tốt hơn cho mọi người. Cảm ơn mọi người.